Lý do tại sao ông Shin Tae-yong, huấn luyện viên trưởng của Indonesia, lại bị nhập viện trước khi trận đấu giữa Indo và Iraq diễn ra? Và trong cái video này, chúng ta sẽ cùng nhau đưa ra một cái dự đoán dựa trên một tờ báo thế giới. Họ dự đoán kết quả chung cuộc tỷ số trận đấu giữa Việt Nam và Philippines. Trước hết, chúng ta hãy xem trận đấu giữa Việt Nam và Philippines này được dự đoán kết quả như thế nào. Liệu cái dự đoán này nó có cơ sở hay không? Báo Thế Giới chỉ thẳng tỷ số trận Việt Nam và Philippines. Trang Sportmon đưa ra dự đoán kết quả trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Philippines trên sân Mỹ Đình vào ngày 6 tháng 6 như sau. Trang bóng đá hàng đầu thế giới, trang là Sportmon, mới đây đã đưa ra dự đoán kết quả trận đấu giữa Việt Nam và Philippines ở lượt trận thứ 5 vòng loại 2 World Cup 2026. Họ nhận định như thế này quý vị. Theo đó thì khi phân tích, tờ này đưa ra nhận định đội tuyển Việt Nam có 67,72% cơ hội giành chiến thắng với tỷ số tốt nhất có thể là 2-0. Như vậy tỷ số này nó rất là trùng hợp với tỷ số mà trước đây cá nhân mình cũng từng nhận định và rất nhiều khán giả trên kênh của mình cũng đã nhận định. Nhưng mà sau đó mình đổi thành là 2-1. Theo đó thì xác suất để Philippines thắng là 12,33%, trong khi đó có 19,9% hai đội sẽ hòa nhau. Như vậy đây là cái dự đoán của một cái trang rất là nổi tiếng, nhưng mà nó không phải là lời khuyên đầu tư tài chính. Lưu ý nha, đây không phải là lời khuyên đầu tư tài chính, mà nếu như chúng ta chạy theo để chúng ta bắt tỷ số rồi chúng ta cá độ vân vân, đó dễ bán nhà, dễ bán xe, dễ lâm vào tình trạng gọi là cá độ bất hợp pháp, rồi dính líu tới pháp luật rất là mệt. Đây chỉ là một cái dự đoán, một trang báo nổi tiếng về thể thao, nhưng đâu phải lúc nào họ có dự đoán đúng. Nhưng mà rõ ràng cái dự đoán này đó là nó trùng khớp với dự đoán của số đông người hâm mộ, đúng không ạ? Nhưng một bộ phận những người hâm mộ Việt Nam cho rằng là đội hình Indo, đội hình của Philippines đó, bây giờ họ rất là mạnh về thể lực, về ngoại hình, về kỹ thuật chuyên môn, bởi vì có rất là nhiều cầu thủ nhập tịch, cho nên cái khả năng mà để chúng ta giành chiến thắng 2-0 đó, thì không phải là dễ dàng đâu. Và nếu giả sử có chiến thắng được Philippines đó, trong cái trận ngày 6 tháng 6 này, thì cá nhân mình nghĩ rằng chúng ta cũng sẽ trầy da tróc dậy, chứ không có một chiến thắng dễ dàng đâu. Ở trận lượt đi thì đội bóng áo đỏ đã có được chiến thắng 2-0 nhờ những pha lập công của Văn Toàn, Đình Bắc. Dù được đánh giá cao hơn ở trận này, song đội đã mất nhiều sức lực để mang về 3 điểm từ sân khách. Tuy vậy, ở trận lượt này thì sức mạnh của Philippines đã tăng lên đáng kể. Họ đã nhập một loạt các cầu thủ nhập tịch, trong đó phải kể tới như là một cái tên như là Christopher Reyes của Iceland nè, Zico Bailey nè, của cầu thủ U15 của Mỹ nè, Matthew Bandisimo của cầu thủ U17 Canada nè, và tài năng trẻ một thời bóng đá Bỉ là Dylan Dimuk. Như vậy thì ở bên phía của đội tuyển Philippines đó, thì chúng ta thấy họ cũng có những ngôi sao, chứ không phải là những cầu thủ nhập tịch mà không có chất lượng. Ngày 3 tháng 6 thì toàn bộ đội Philippines đã có mặt ở Việt Nam để chuẩn bị cho trận đấu diễn ra vào 19 giờ ngày 16 tháng 6. Ngay sau khi đặt chân tới sân bay Nội Bài thì đội trưởng đội tuyển Philippines, thủ môn Ne Etheridge, đã bày tỏ quyết tâm giành 3 điểm trước đội tuyển Việt Nam, và anh phát biểu như sau: "Tôi biết các tiền đạo Việt Nam rất giỏi, ngoài ra họ còn có những cá nhân xuất sắc. Theo tôi nhớ thì lối chơi của họ cũng được tổ chức tốt, có bàn thắng khi gặp Philippines. Tuy nhiên đội tuyển Việt Nam đã có huấn luyện viên mới, tôi mong chờ xem họ thi đấu thế nào. Chúng tôi đến đây để giành chiến thắng, nhưng tất nhiên tôi từng trải nghiệm cảm giác không dễ một chút nào khi đá trên sân của Việt Nam, vì họ có khán giả tạo nên bầu không khí rất ấn tượng." Như vậy thì đây là cái trải nghiệm mà một số cầu thủ Philippines đã từng chạm trán với Việt Nam chúng ta trên sân Mỹ Đình. Chính vì vậy mình nói là các cầu thủ Philippines đó, ít nhiều gì họ cũng sẽ bị tâm lý. Mà số lượng các cầu thủ bị tâm lý là những cầu thủ nội, còn các cầu thủ ngoại, tức là những cầu thủ nhập tịch đó, họ sẽ không bị tâm lý. Có chăng đó là gì? Họ chưa có sự gọi là phối hợp, nó ăn ý trong một cái lượt trận đầu tiên của đội hình nhập tịch. Còn bây giờ chúng ta hãy xem một thông tin nó tương đối là sốc và nó cũng hơi gây cười. Ở sao? Tiết lộ huấn luyện viên Shin Tae-yong phải nhập viện gấp trước đại chiến với Iraq. Tại sao lại nhập viện? Liệu có vấn đề gì sức khỏe chăng? Lý do là căng thẳng trước trận đấu Iraq nên ông Shin đã phải nhập viện. Huấn luyện viên Shin Tae-yong đã phải nhập viện do căng thẳng trước trận đấu giữa đội tuyển Indo và Iraq trong khuôn khổ vòng loại 2 World Cup 2026 khu vực châu Á.
Đội tuyển Indo với 7 điểm sau 4 lượt trận đang xếp thứ 2 tại bảng F. Đội tuyển Iraq chắc chắn giành vé vào vòng đi tiếp sau 4 chiến thắng liên tiếp. Lần gặp nhau đó, Indo đã thua Iraq với tỷ số nặng nề 1-5. Do đó trận tái đấu hứa hẹn sẽ đầy quyết tâm từ phía đội chủ nhà. Ông giám đốc Garuda Bola Indonesia cho biết tiết lộ rằng từ áp lực của trận đã khiến ông Shin Tae-yong phải nhập viện vào sáng ngày 3 tháng 6. Tuy nhiên, theo ông Basho, tình hình sức khỏe của ông Shin Tae-yong không gặp vấn đề gì nghiêm trọng mà ông đã ổn sau cuộc gặp vào chiều hôm đó. Sự căng thẳng của huấn luyện viên Shin được giải thích là do nhu cầu phải giành chiến thắng càng sớm càng tốt để đảm bảo một suất đi vào vòng loại tiếp theo World Cup 2026. Đây là một trận quan trọng đối với Indo. Ông Shin Tae-yong đã bị căng thẳng sáng ngày 3 tháng 6 và đã được đưa đến bệnh viện bởi vì ông ấy cảm thấy áp lực. Tôi đã bảo ông ấy đừng căng thẳng nhưng giờ thì ổn rồi. Chiều 3 tháng 6 chúng tôi đã có cuộc gặp với ông Shin. Sự căng thẳng là do chúng tôi phải chịu áp lực phải giành chiến thắng. Đối với ông Shin, chiến thắng càng sớm càng tốt là chìa khóa để lọt vào vòng 3 World Cup 2026. Như vậy thì áp lực của một huấn luyện viên trước trận đấu là luôn luôn có. Nhưng mà lý do gì ông Shin ông lại nhập viện, ông lại đến mức độ phải nhập viện quý vị? Mình nghĩ có những lý do sau đây. Thứ nhất, đúng là áp lực nó có rất nhiều. Nhưng khi áp lực đến mức độ mà phải nhập viện đó, thì chúng ta biết lão Shin này rồi, thường xuyên đổ lỗi do trọng tài, do mặt sân, do A, do B, do C, do D. Khi Indo để thua là ông Shin sẽ đổ lỗi. Và cái chiêu bài này rất là quen. Bây giờ á, cái việc nhập viện này á, là có thể ông sự chuẩn bị và cái tâm lý của ông nó quá ư là căng thẳng đến mức độ phải nhập viện. Nhưng đằng sau đó mình nghĩ nó còn một lý do khác. Đây là dấu hiệu báo trước rằng Indo sẽ thua Iraq. Mà khi thua đó, người hâm mộ á, sẽ không chỉ trích ông nặng nề là bởi vì ông đã bị nhập viện liên quan tới sức khỏe. Tức là anh đang thể hiện rằng là tôi đã lo lắng rất là nhiều, tôi căng thẳng rất là nhiều, cho nên là bây giờ lỡ tôi có thua thì quý vị khán giả người hâm mộ liên đoàn bóng đá Indo cũng thôi đừng có đẩy áp lực lên tôi, bởi vì tôi cũng đã hết sức mình rồi. Chúng ta còn nhớ những trận thua trước của Indo, thậm chí trước Việt Nam thời kỳ ông Park Hang-seo, thì lão Shin này cũng luôn luôn có một chiêu trò đổ lỗi. Trước trận đấu thì tuyên bố rất là hùng hồn, và trước trận đấu với Iraq trước đây mấy ngày thì lão Shin cũng tuyên bố rất là hùng hồn. Nhưng mà không biết lý do làm sao bây giờ áp lực quá đến mức độ là phải nhập viện. Dĩ nhiên là có những trận khi ra sân, khi mà gặp một đối thủ yếu hơn, thì ông huấn luyện viên đó sẽ có cảm giác tự tin giành chiến thắng, không phải áp lực quá nhiều. Nhưng mà khi áp lực đến mức độ phải nhập viện kiểu ông Shin đó, thì mình cho rằng đây là một cái chiêu trò để mà đổ lỗi cho thất bại của mình, gọi là chưa đá mà đã đổ lỗi rồi đó. Đây là chiêu trò chưa đá đã đổ lỗi. Và đây là dấu hiệu báo trước sự thất bại của Indo trước Iraq. Cho nên đội tuyển Việt Nam của chúng ta phải tranh thủ cái cơ hội này. Thứ nhất là phải chiến thắng cho bằng được Philippines. Thứ hai là phải chiến thắng cho bằng được Iraq. Liệu điều này có xảy ra một cách suôn sẻ hay không? Và trong trường hợp nếu chúng ta chỉ thắng Philippines mà thua Iraq thì cũng không sao, bởi vì chúng ta vẫn tiếp tục được nâng hạng trên bảng xếp hạng FIFA từ 115 lên 113. Mặc dù mục tiêu đi vào vòng loại 3 không thành công thì mình nghĩ rằng người hâm mộ cũng không chỉ trích, và phía VFF cũng chả có lý do gì để mà lên án hay là chỉ trích ông Kim Sang-sik. Còn chuyện của ông Shin Tae-yong đó thì chúng ta nhìn thì chúng ta đúng đoán ra rồi. Thật ra mình nói đây là cái chiêu đổ lỗi. Bởi vì ông Shin cảm giác không đủ tự tin để giành chiến thắng trước một Iraq rất là mạnh. Bởi vì trận trước là họ đã thua rồi. Bây giờ qua trận này có tuyên bố hùng hồn gì đi nữa thì khả năng cũng sẽ lại thua. Chấp luôn một đội hình nhập tịch của Indo. Nhưng mà Iraq họ không còn nhập tịch, nhưng mà về thể lực, về ngoại hình và chiều cao họ đều vượt trội hơn so với các cầu thủ nhập tịch của Indo. Và chúng ta đã chứng kiến cái màn trình diễn của đội tuyển quốc gia Iraq trong những trận đấu trước rồi. Cho nên là ông Shin Tae-yong không có cửa, và đây chỉ là chiêu trò đổ lỗi. Và tóm lại, dấu hiệu cảnh báo báo trước Indo sẽ thua Iraq. Hôm qua thì có một số khán giả nhắn tin cho mình đó là tại sao gần đây chú không thấy con giới thiệu sản phẩm nữa. Thật ra thì bữa giờ sản phẩm hết hàng, còn bây giờ mình mới có hàng lại rồi, cho nên là mình xin phép được giới thiệu sản phẩm mình giới thiệu trên kênh của mình. Đó là thứ nhất, đó là đông trùng hạ thảo của Mỹ loại 100 viên.
Mình tin rằng những quý vị các bạn nào đã và đang sử dụng sản phẩm này thì ít nhiều chúng ta cũng đã cảm nhận được cái hiệu quả của nó rồi. Còn nếu như quý vị các bạn, những người mới chưa sử dụng đó mà muốn biết thêm tính năng và cái hiệu quả của nó thì vui lòng liên hệ qua số điện thoại trong Zalo của mình 0981576455 để mình giải thích tư vấn thêm cho quý vị riêng nha, để đỡ mất thời gian trên cái video này. Cái loại này là 100 viên của Mỹ nha quý vị. Đấy, trong mỗi hộp sẽ có một cái tờ rơi giới thiệu về tính năng, công dụng của sản phẩm. Đó. Như vậy thì những người nào chúng ta đang có nhu cầu giải quyết một số vấn đề sau đây, ví dụ như là chúng ta đang có bệnh về tiểu đường, tim mạch, huyết áp, rồi là chức năng thận của chúng ta bị suy giảm, và đặc biệt đó là chúng ta đang có vấn đề về sinh lý. Ví dụ như là chúng ta ở tuổi lớn tuổi, 40s, 50s trở lên mà chúng ta còn hơi yếu, tức là vẫn còn xài được nhưng mà chúng ta hơi yếu, thì chúng ta có thể bổ sung cái sản phẩm đông trùng hạ thảo này. Thậm chí có một trường hợp là một anh ở dưới Đồng Nai là nó loãng, coi như là nó cực loãng luôn, và cái khả năng để mà khả năng đàn ông á nó gần như không có luôn. Nhưng mà khi ảnh dùng một hộp này đó thì cái người yêu của ảnh đó thì khen. Nói như vậy là quý vị đủ hiểu rồi. Nhưng xin nhắc lại, đây không phải là một sản phẩm nó chuyên dụng để mà giải quyết vấn đề đó, giống như một số loại thuốc, mà đây là một cái loại thảo dược, nó là đông trùng hạ thảo. Nó có thêm tính năng hỗ trợ chức năng và sinh lý, nhưng cái chung của nó sẽ hỗ trợ cho những người đang có vấn đề về tiểu đường, ổn định huyết áp, ổn định đường huyết, ổn định tim mạch. Còn đối với phụ nữ đó thì nó ổn định chức năng về rối loạn nội tiết tố, và những người hay bị gọi là đau bụng kinh thì chúng ta cũng có thể sử dụng sản phẩm này. Liều lượng sử dụng thì chúng ta chỉ cần sáng một viên, chiều một viên trước bữa ăn khi bụng đói, như vậy là ok rồi. Một sản phẩm thứ hai đó là đông trùng hạ thảo của Úc. Sản phẩm này cực kỳ phù hợp cho những người có bà con, có ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại lớn tuổi, thậm chí là những em mà phải vượt qua những kỳ thi rất là áp lực, căng thẳng đầu óc, thì chúng ta vẫn có thể sử dụng sản phẩm đông trùng hạ thảo của Úc này. Bởi vì trong này nó có nhân sâm, nó có linh chi, nó có đông trùng hạ thảo. Đối với những người già, khi sử dụng sản phẩm này thì cái cảm giác, cái cảm nhận á, nó phục hồi sức khỏe rất là nhanh. Đặc biệt đối với những người đang có vấn đề về bệnh tật, sự cố sức khỏe, mới vừa phẫu thuật mất sức mất máu, hoặc là đang nằm trên giường bệnh, bị ốm, bị đau vì lý do gì đó, thì chúng ta uống cái này cũng là sáng một viên, chiều một viên, thì quý vị sẽ thấy sức khỏe của quý vị tăng lên rất là rõ rệt đó. Còn đối với những người mà đang ở trạng thái rất là khỏe thì chúng ta uống chỉ để bảo vệ sức khỏe thôi, và cái trải nghiệm và cái cảm nhận của chúng ta thì nó sẽ ít hơn so với những người đang có sự cố về sức khỏe đấy. Cái hộp đông trùng hạ thảo này thì quên giới thiệu quý vị luôn là giá của nó là 1.450.000 miễn phí ship. Còn cái loại này là 1.170.000 miễn phí ship. Một cái thứ ba đó là cái loại nhau thai cừu của Úc nha quý vị. Gần đây thì có rất là nhiều người sử dụng nhau thai cừu Úc, và xin thưa quý vị, đây là một sản phẩm hiệu quả của nó cũng khá là rõ rệt đối với những người phụ nữ. Đây là dành cho phụ nữ chứ không anh em nam không có được uống cái này nha. Đây, nó điều chỉnh nội tiết tố rất là mạnh, và đặc biệt những người có làn da đồi mồi nám, rồi chúng ta mong muốn có một làn da sáng hồng hào khỏe mạnh, thì một ngày chỉ cần uống một viên này thôi đó. Chúng ta có thể uống vào buổi sáng hoặc là uống vào buổi tối trước khi đi ngủ, bởi vì hàm lượng của nó là 50mg, rất là cao, cho nên chúng ta không cần phải uống hai viên đâu, uống một ngày một viên thôi là đủ rồi đó. Bởi vì sao? Chúng ta phải cần có một cái khoảng thời gian cho nó hấp thu hết vào cơ thể, đối với những chị em phụ nữ rồi. Và chúng ta không quên đó là những sản phẩm tinh dầu Dubai này đang bán rất chạy, bữa giờ cũng bị hết hàng rồi, bây giờ có hàng lại, mình xin giới thiệu. Những anh em nam thì chúng ta có thể sử dụng cái chai con công màu xanh này, cái mùi Rich Aventus. Quý vị xài Rich Aventus bên nước Hoa, một chai nó phải là 7-8 triệu, còn cái này nó chỉ có 375k một chai 30ml. Đây là dành cho nữ. Chúng ta thích mùi nào chúng ta xài mùi đó, và chúng ta có thể mua một cặp để được miễn phí tiền ship, còn một chai thì sẽ có tiền ship 375k một chai nha quý vị. Rồi, cảm ơn quý vị đã theo dõi kênh của Trọng Tài Online, và trong trường hợp chúng ta có ủng hộ sản phẩm thì vui lòng liên hệ qua số điện thoại 0981 576 455. Cảm ơn quý vị rất nhiều.